Xin chào các bác, trong video này mẫu xe đạp Magic Bros Xanh 5 đang được niêm yết tại công ty là 4 đồng. Tuy nhiên khi đến Mobike thì mức giá sẽ tốt hơn khá là nhiều nhé, vì em bán tại nhà, cắt giảm được chi phí. Còn về em xe này thì bây giờ cũng không phải là em xe rẻ nhất của Magic Bros nữa, rẻ hơn là Magic Bros X3. Bây giờ Xanh 5 là gọi là tầm trung trung của nó rồi. Và sự cấu hình cũng rất là ổn, từ thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Nói chung rất là nổi tiếng trên mọi cái nền tảng xã hội luôn. Và chất lượng của nó thì phải nói cũng cực kỳ là tốt nhé. Và em nó thì có đến 5 màu và có 3 size, đầy đủ của 3 size luôn. Cuối video em sẽ để danh sách các màu để có thể lựa chọn nhé. Còn về bảo hành, bên bảo hành khung sườn 5 năm, phụ tùng 1 năm từ trong lốp vào bên đan và có ship code toàn quốc nhé. Sau đây thì mời một phần review đánh giá chi tiết về cấu hình của em nó. Về khung sườn càng phược, xe là khung hợp kim thép, có mài thép nó sẽ chìm như này, mài hàn nhôm thì thường nó sẽ vẩy nến lên nhá. Đề can thương hiệu là Magic Bros, mã hiệu của nó là CX5, nó ghi đây. Và nước sơn tính điện thì cực kỳ mịn và đẹp luôn. Xe thì có lỗ chờ để bắt cọng bình nước thì nó làm ở đây này. Chỗ này được cái là đặt cọng bình nước thì nó rất là chắc chắn luôn, chắc hơn ở chỗ này tí. Phía sau có lỗ chờ đầy đủ để bắt chắn bùn nhá, còn cái này tất nhiên là không lắp ba ga rồi. Phía trước cũng có lỗ chờ đầy đủ để bắt chắn bùn và càng phước cũng là càng thép nhá, cấu hình cơ bản thôi. Lên X5 Plus thì lên khung nhôm, mà lên X6 thì lên khung nhôm loại đẹp hơn. Nói chung là cứ mỗi nấc cấu hình thì nó lên một cái thông số nó ngon hơn nhá. Về bộ chuyển động, xe được trang bị một đôi mê làm bằng nhôm của hãng Legend, được sơn tính điện lên màu đen và chạy vòng bạc đạn luôn, cho một độ trớn cực kỳ là tốt. Sử dụng trục đai ốc siết hai bên cực kỳ là chắc chắn và có tăng xích nhá, tăng xích cả hai bên luôn. Nan là nan sơn tính điện màu đen, chân nan cũng sơn luôn màu đen luôn. Vành là vành nhôm hai lớp dày và dán đề can của Magic Bros, dày là dày 4 cm. Lốp là lốp của Compact, có thông số là 723C. Đây là vân lốp của nó này. Phía trước cũng đồng bộ như thế, một cái mayer nhôm của Legend rất là ngon. Và tiền đây thì quảng cáo luôn về cái bộ chén cổ này cũng là bạc đạn luôn nhé. Tức là em này gần như là full bạc đạn lên xe rồi, từ mỗi đôi bê đan thôi. Về bộ truyền động, xe trang bị một đôi bê đan có trục cốt thép chảy bicon, ưu điểm là bền, dễ sửa chữa bảo dưỡng. Kết hợp với vỏ full nhôm của Wego này thì nó thực sự rất là bền luôn. Bảo dưỡng tốt thì dùng tầm 15 đến 20 nghìn cây thoải mái và dễ dàng lắp được cáp nhé. Và xe có tặng sẵn một bộ cáp luôn. Đùi là đùi đĩa nhôm 5 chấu của Magic Bros này, có thông số là 46T, xích là xích hạt đỗ cao cấp và líp là líp chết một tầng, có thông số là 18T. Về hệ thống lái, xe trang bị một ghi đông tay cong làm bằng nhôm của Magic Bros luôn, được sơn tính điện lên màu đen. Dây cuốn là chiếc cuốn vân carbon cực kỳ là đẹp. Phía sau có thêm hai cái nút này, để che hai cái lỗ này. Pô tang cũng của Magic Bros là bằng nhôm và chén cổ làm bằng nhôm luôn. Cọc yên ngồi là cọc yên nhôm đúc, dùng cái lục 6mm dưới đây, gọi là cọc yên nhôm đúc. Nó khác với cọc yên thép rất là nhiều nhá. Khóa cọc yên cũng làm bằng nhôm, dùng lục 5mm để mở. Yên là rất là dày luôn, chất da ở mức tốt và độ dày thì phải nói rất là tốt luôn nhá. Cái này ngồi rất là êm. Cuối cùng là về khối lượng của xe, cho khối lượng là 11,2 cân, nặng hơn khoảng tầm 700 g so với X6 nhá, lên X7 nó là nhẹ hơn được một tí nữa. Rồi cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được mấy xe ưng ý nhá.